Nhà còn có con gà mà tôi không dám làm thịt cúng ông, là muốn để thằng Thuận nó về vui say 3 ngày Mày bà Tết. mà nghe tôi biết nữa mà Ngày kêu quét về bánh cái nhà phồng, luôn. đêm thức canh nồi bánh tét, chờ đợi mỗi mong mà mười Thuận có về đâu. Sáng giờ tới nhà vậy có bộ vui không, đi gì ông nội mình biết đi quá. À, bà làm bãi rác ở ngoài Sài Gòn á. Đi hả? Nhà nó đóng cửa. Bỗng chợt buồn bâng khuâng hỏi mẹ, xuân năm nay sao không thấy anh mười về. Thằng Út nói chắc anh hai không còn thương con thương má, nên Tết rồi đấy mà anh chưa chịu về. Nè đừng có nói bậy vậy không nên, anh có con nó thương con già má lắm, vì người ta chết quá nhiều nên nó tụng không kịp về thăm. Chào con. Ngoài hồ đang uống nước gì vậy? Chế vô, chế cơ khơi. Tại nhà cha gì cũng vui không đi chi chứ, bữa nào tôi quá mà tận nào luôn rồi biến đi luôn. Anh biểu em chiều cho ta nghỉ mệt hả, đi cha vui duyên quá. Ai biết muốn chịu đi, chịu đi. Ừ.